Khả năng thứ ba có đen ở hình quả này là pháo 7 lùi 2. Đỏ lùi xe ôm tướng là cờ đỏ bỏ quân để lấy thế công. Đến đây, cờ đỏ có hai khả năng đi quân. Một là xe 9 tiến 1 và hai là xe 9 tiến 2. Còn cái đỏ nhảy ngoạ tàu mã chiếu tướng. Cờ đỏ có hai khả năng ứng phó. Một là đỏ đi sĩ 5 tiến 6. Đen thắng cờ. Hai là đỏ đi tượng 7 tiến 5. Đen cũng thắng cờ. Khả năng đi quân sắc đỏ ở hình cờ này là xe 9 tiến 1. Đây là nước cờ mà Thân Bằng dùng đối phó với Trịnh Duy Đồng năm 2015. Đen tiến pháo hàng tốt, nước cờ chính xác. Đen bình tốt là cờ đen chờ đi tốt 6 tiến 1 bắt pháo. Đen lên xe hà, cờ đen mất đi cơ hội tốt. Đổi lại, đen có thể đi pháo 2 lùi 1 bắt xe.
Đến đây cờ đỏ có hai khả năng ứng phó. Một là đỏ đi mã 2 lùi 4 ăn tốt. Cờ đen tất thắng. Hai là đỏ đi mã 7 tiến 5 ăn mã. Xuyên tâm tuyệt sát. Đen thắng cờ. Như đen xe 2 tiến 3. Hình thành thế cờ hòa. Như tiếp theo. Hai bên hòa cờ. Mời các bạn xem lại các nước đi.
Hoa cờ. Khả năng thứ hai của đỏ hình cờ này là xe 9 tiến 2. Đây là nước cờ mà Hứa Ngân Xuyên dùng đối phó với Vương Thứ Nhất ở cúp Tịnh Nguyệt năm 2016. Đến đây, cờ đen có hai khả năng đi quân. Một là pháo trước 2 lùi 4 và hai là pháo trước 2 lùi 1. Khả năng đi quân của đen: pháo trước 2 lùi 4. Đen lùi pháo, buộc mã phải di chuyển. Đây là nước cờ mà Vương Thứ Nhất dùng đối phó với Hứa Ngân Xuyên năm 2016. Nước cờ chính xác. Đổi lại, như đỏ đi tốt 6 tiến 1. Cờ đen có thể tranh hoành. Như đỏ pháo 6 lùi 1. Đỏ bình tốt chiếu tướng. Cờ đỏ nhanh chóng nhập cục. Đen chạy mã dẫn tới thua nhanh. Đổi lại, như đen đi xe 1 bình 4. Cờ đỏ thắng thế. Như đen mã 4 lùi 6. Đỏ thắng cờ. Mời các bạn xem lại các nước đi.
Đỏ thắng cờ. Khả năng đi con hai của đen hình cờ này là pháo trước hai lùi một. Đen tiến pháo đẻ mã. Đổi lại. Đen đi mã 9 tiến 7. Cờ đỏ chờ mã 8 tiến 7. Cờ đỏ ưu thế. Như đen pháo 2 tiến 6. Hình thế đối công phức tạp. Mỗi bên có điểm mạnh riêng. Mời các bạn xem lại các nước đi.
Hình thế đối công phức tạp, mỗi bên có điểm mạnh riêng. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục trung pháo qua Hà Sa cấp tiến trung binh, đối bình phong mã bình pháo đổi xe.